Ủa là trời. Đau Kìa kìa kìa. quá. Kìa kìa. Sau này nó mờ quá. Ủa đi như người vậy trời. Ôi. Nó đang xì vậy. Anh giơ cái máy là có thấy rõ không? Thấy rõ không? Nó kìa kìa đây kìa. Bây giờ sao? Tôi hai anh em tôi đến đây á. Xin chào nha. Tôi pháp sư nhỏ xíu xíu. Chuyện đi giúp đỡ trong linh có cần tôi giúp gì không? Có lạnh lẽo đó khác. Anh em tôi đến đây giúp trong. Kệ kệ luôn. Ủa, làm như người hay sao anh ơi? Không có người. Ừ. Mình điện chỉnh à. Cái máy xuống mình đi lại thôi. Xin chào. Ôi, xin chào. Kìa 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 kìa. Ôi. Nó như người vậy trời. Lẹ 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 lẹ. Thì có nhiều người ông bà cô bác á không có tin là có quỷ đúng không? Đúng không anh trai? Đúng rồi. Trước khi đi anh hồi đó anh là cái người theo dõi cái kênh em rất là nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà ngày nay anh tin chưa? Tin. Đó, chứng kiến rõ ràng luôn. Nó chọi em nãy giờ không? Rồi xong nó không chọi anh, nó chọi em kìa. À biết. Nó gặp anh. Dạ, Lâm Nguyễn TV xin mến chào ông bà, ông bác, anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà, ông bác, anh chị em ngày mới tốt lành, thành tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà, ông bác ơi, trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những nơi u ám ma mị có dương minh quỷ dữ. Lâm trở lại cái bác sĩ Nu, ngày hôm nay Lâm đi chung với anh trai. Đây nè, ôi hôm qua không thấy mặt ổng đâu chưa. Ê anh mới thấy gì không? Hả? Đâu. Mới nghe cái tiếng gì đó. Mới nghe cái sọt à. Ừ. Ôi. Đây kìa, mình đi lên tới coi. Anh có cái đèn anh đi sáng sáng chứ. Ê, cái gì trời. Có tiếng, từ từ. Từ nha. Không có cái đèn cả nhà. Dình đường kìa. À, thấy sao chỗ này nè. Mình xa ảnh nè. Tối liền. Ủa sao cái đèn anh tắt tắt rồi. Hôm nay mình đi chung với anh trai này nè. Ông Mậu bắt nha. Anh cũng đi theo Lâm. Ảnh cũng bắt máy quay quay luôn. Anh trải nghiệm vừa quay luôn. Đó giờ đi kiểu này bao giờ chưa? Từ từ. Tim đau quá đó. Ui, chào nha. Thấy không? Anh đi gần gần em để em thấy ca, em thấy cái ánh sáng ấy. Ừ, đi đều đều nhau từ từ. À, này này nè. Em anh cần cầm cái máy của em cầm máy của anh rồi. Vậy okay. Đi, ừ vậy đó. Để biết đường em đi theo. Ôi da, dặn cứng quá vậy. Này mình đi với anh trai, tại vì không có cái đèn, không mở bắt. Mới thấy đây nè. Xin chào. Ai đó? Nhiều khi có người đấy anh ơi, chắc chiều người ta lên á. Đi lên nè. Sao đèn đâu, đó mới thấy được. Vậy hả? Vậy anh nói. Để em đi trước rồi anh đi sang sang sang. Thì nói kìa anh thấy không? Vị trí của ổng đó có một cái anh nhớ cái đợt rồi á, là anh nếu mà anh có coi clip á, có một cái cô dông nữ tóc màu xanh. Giúp nhớ không? Giúp té đó. Ờ, anh giúp té là trượt chân qua bữa sau chân lết lết lại giúp luôn đi về chùa đó. Thấy té hợp tải ha. Ờ. Vừa tính đặt cái máy. Cái máy xuống mình đi lại thôi. Chào nha. Xin chào. Ôi, xin chào. Kìa. Ôi. Đi như người vậy trời. Lẹ. Đâu rồi? Kìa. Ôi, xin chào. Đi như người vậy trời. Từ cứ chừng nó chọi nha.
Để mà đặt máy mình đi đợi tôi rồi. Đặt máy vô này. Lời của chừng nó chọi. Tôi, hai anh em tôi đến đây giúp đỡ với ông thôi à. Ôi, tôi đến giúp đỡ thôi. Đi đi đi, bỏ đẩy đi. Quỷ người sao? Chứ không phải người không? Ê, cầm máy lại coi. Anh cầm hai cái luôn đi. Cầm hai cái luôn. Ôi nãy anh thấy rõ không? Thấy rõ. Đen đen đúng không? Đúng rồi. Bật đèn. Nãy chỗ cái đùng bên này nè, anh qua bên đó kìa, em qua đây. Chết cha, qua đó đi, em cũng không thấy luôn cái này đi. Ngay chỗ cửa sổ đó. Hello. Có dựng trội chúng. Hai anh em tôi đến đây giúp đỡ mà, chứ không có phá gì đâu. Khi nào lên trên không anh? Lên trên này. Thôi. Nè, để em biết đường em cầm cái máy này cho anh em biết. Phải biết gì mà em thiết kế hai cái, lại quên em cái đèn nhé. Ôi trời trời trời, cái gì trời. Mới thấy đây mà. Xin chào. Cài cẩu rồi mới trả lời. Có ai trên đó không? Có phải là giống không? Trời ơi. Trời ơi, dán rớt ngay đầu luôn. Ôi trời, đứng nghiêm nó đi chạy vô chị không biết. Bây giờ nó đi này nguy hiểm không? Đi xe đi lại. Nghe đây, mình lúc chỗ này. Xin chào. Nguyên cái tấm dáng mà mình rớt, rớt kiểu rớt nguyên ngay trên đầu thôi. Rớt rớt ngang á. Rớt đó kìa, cái bài trang chạy vô gì chịp nghe gan. Ui. Kìa kìa kìa, anh thấy không? Kìa 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 kìa. Ui. Anh thấy không? Thấy không? Bên đó đã thấy ánh sáng không? Qua đây qua đây qua đây qua đây. Đây nó nó. Chị sẽ cầm lên. Là cái cao bên nó, là cái nó ở trên. Đâu có tiêu à? Thì ra chút ở trên đó. Ồ, thiệt tình không có cái đèn tức gì đâu. Có giờ giờ nó chọi cái này. Thì ra chút trên đó. Yên yên. Anh em tôi đến đây giúp cho ông. Kìa kìa luôn. Ủa, nó thấy đèn. Làm như người hay sao anh ơi? Không có người. Ừ. Đi lên trên nè. Đi lên trên nè. Đi 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 đi. Cầm theo nè. Đi đi xe 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 em. Thấy không? Thấy không? Gì nói gì? Đi. Ừ. Anh em tôi là giúp mà. Vậy thì rung rung thế. Đâu?
Rồi cửa sổ đó. Ừ. Rồi mình di chuyển ra trước á. Kia đường kia mình lên đi. Đi đi đi. Thấy chưa, tin chưa? Nay sao đi anh gặp quỷ dữ rồi. Woo! Này chỗ này phải không? Kìa 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 kìa. Thấy không, thấy không, thấy không? Thấy rồi. Ui! Ừ, bớt giỡn đi. Ở đây tôi giúp không bà. Hai anh em đi đến giúp thôi chứ không có phá gì đâu. Chứ không có phá tái gì đâu. Giúp cho anh no thôi. Sao nãy nó bên đây mà giờ qua tới đó rồi trời. Bây giờ mình đi anh chảnh này. Đi đi. Chạy nó đi. Đi đi đi. Đi trước đi trước đi. Phải chi mà có cái đèn nữa. Anh bọc làm sao em bọc. Em chặn đầu nó. Em chặn đầu mà hổ chạy luôn. Lúc trước em đi với thằng Tú á. Anh có coi clip em đi với thằng Tú không? Hả? Thằng Tú em chặn. Kìa kìa kìa. Nó xa quá trời xa không thấy gì hết. Anh thấy không? Giờ cam rồi coi rõ thấy. Xin chào. Ừ, xin chào nha. Kìa đứng kìa ông bà bác ơi. Ê. Tôi ra giúp thôi chứ không có gì đâu. Y như là người chứ trời. Có khi là người giả không? Ông nội cũng dám lên đây nè. Rảnh đâu lên giả mình. Đi theo theo em, có sáng không? Thấy ánh sáng không? Tức không có cái đèn. Kệ cái bóng đen kìa. Xin chào nha. Tôi pháp sư nhỏ xíu xíu. Chuyện đi giúp đỡ trong linh, có cần tôi giúp gì không? Có lạnh lẽo nó khác. Mà nó trúng cái đầu luôn á. Trời ơi trời. Ôi cha, mình ấn lại luôn quá. Cái điện thoại thấy gõ nè, sáng nè. Thấy đó không? Thấy gõ sát luôn. Em tặng anh sang. Đi lên đi. Coi chừng nó chọi nữa nha. Sao nó chọi ai? Nó chạy em, nó chọi em, không chọi anh vậy? Hả? Ai biết anh. Quỷ! Quỷ! Sao mà không chọi anh cái bên đi chung rồi mà chọi tao chi mày? Bệnh nhau mà, giúp nhau mà, đâu có gì đâu. Ông cũng chết thôi chứ ông giờ ông thành quỷ rồi, tao giúp ông chứ mắc mớ gì mà hung như vậy. Kìa kìa, từ từ có chuyện chậu nữa, trời ơi tụi lại luôn á, không có chọi tụi lại luôn. Xuống đây nói chuyện chơi. Quỷ bây giờ làm sao? Lên trời luôn. Tiến thẳng lên luôn. Đây có cầu thang lên nè. Điện thoại thấy sáng không? Giờ mà thấy ở trên thì mình lên trên mình kiếm này làm chi? Thank you.
Ra đây nè, đây nói chuyện. Thì ông bà cô bác ơi, đây là cái anh trai cũng là fan hâm mộ của Long. Thì có nhiều người ông bà cô bác á không có tin là có quỷ, đúng không? Đúng không anh trai? Đúng rồi. Trước khi đi anh, hồi đó anh là cái người theo dõi cái kênh em rất là nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà ngày nay anh tin chưa? Tin. Đó, chứng kiến rõ ràng luôn. Nó chọi ông nãy giờ không? Rồi xong nó không chọi anh, nó chọi em kìa. À biết. Nó gặp anh dễ thương gì. Hay. Hay quá, gặp dễ thương là không chọi ha. À, để em coi người điện chọi mình. Thì ông bà bác ơi, thế là có anh trai này ha, đi trải nghiệm với anh với em. Thì sẵn là ảnh bật cái máy quay này luôn, ảnh ghi là muốn ghi cái hình lại, đúng không anh ha? Ghi hình lại là ảnh coi, là ảnh làm cái niệm coi cả nhà có tin thật hay không. Đó. Thì anh nghe giờ. Thôi ra đây mấy anh em ra ngồi nói chuyện luôn đi. Ừ đúng rồi đó. Ra đây mình ngồi nói chuyện nha, hôm nay chỉ mình giúp thôi chứ mình đâu có hại gì đâu. Chỉ giúp cho anh con thôi. Mà sao bình thường em về cho tiếp dễ lắm mà sao? Thì ông bà bác ơi, bây giờ Lâm sẽ hai anh em mình nói gắn gọn cho ông bà bác hiểu nha. Tức là anh trai này là lúc trước anh nói là Lâm ơi cho anh đi trải nghiệm. Thì có những sự thật mà Lâm chia sẻ cái video lên cho ông bà bác xem không? Thì anh này rõ ràng nãy giờ không? Nó chọi em không? Đó là sự thật đúng không? Đúng bây rồi. Giờ hai anh em mình phi nha, dùng cách nhẹ nhàng thôi, đừng có nói chuyện bạo quá sợ nó làm hung nữa đúng không? Mình tìm cách nào phi nó. Bây giờ anh em mình máy đi, bắt máy đi. Đi. Cái gì đùng đùng ở đây vậy? Cái lan can này vừa bà con cô bác nói là đừng ra đây nó xô xuống, đúng không? Nhưng mà không sao đâu, yên tâm đi, không bao giờ xô đâu. Ủa? Ui, hồi nãy là rõ ràng là mình lên ra đây rồi, mình đâu có thấy đi ra đâu. Đúng rồi. Rồi sao lại xuống dưới rồi? Lại xuống dưới rồi. Ui, xin chào. Sao không thấy nè? Giúp đỡ dòng lên thôi, có cần giúp đỡ gì không? Có đối khác hay không? Có lạnh lẽo gì không? Có điều gì muốn nói tâm sự thì hai anh em tôi sẽ chia sẻ và sẽ giúp cho. Thì những yên lặng nó nghe được. Bây giờ mình đi xuống dưới rồi. Kè phan. Kè ra nó kênh kìa. Anh thấy rõ, rất rõ phải không? Thấy rõ. Này ghế chụp nó dưới luôn. Đó bà các bác thấy không? Nó chọi cây đó thấy không? Không biết tại sao mà cái cam này nó mờ quá trời lắm. Kìa, ông bà các bác thấy đi không? Đó. Thấy đi không? Có nhiều người luôn kìa. Đi gan người ta đó, đi qua đứng lên đó. Bà các bác thấy không? Anh giữ ghi mấy cam luôn rồi. Kìa, đi quay lại kìa. Đi quay lại. Mà nó đi không có nhanh trời. Lấy ra. Rồi kìa. Giúp lại coi. Rồi nó coi kìa. Sao mờ quá vậy? Nó đuổi đi kìa. Khoan. À, nó làm gì? À, nó lấy cây nó cầm cái cây kìa. Nó lấy cây nó chọn lên. Không tới đâu. Xin chào, tôi giúp đỡ thôi à. Làm như chọi lúc nhau rồi, giùm lại. Rồi mình đi dưới đi. Đi rồi. Hồi nãy á, đáng lý là mình muốn quơ vô đây thử trước đúng không? Không lẽ núp đây thấy mình lên nữa đi xuống. Hay như là mình nhìn kỹ như là tóc dài lắm. Giờ. Tóc dài đen. Tóc dài đen hả? Vậy là ngông đúng không? Ngông nam ha. Mặc đồ áo thun đen á gì. Thì ông bà bác ơi, đây là một sự thật 100%. Ông bà bác hãy ủng hộ hai anh em nha.
thì anh này cũng đi trải nghiệm, anh cũng muốn theo Lâm học để mà tập tành, để mà học làm giống như nhận Lâm làm thầy, mà Lâm thấy anh chưa có đủ duyên nên không có dạy thực chảnh nha mà bác ha, nên là cho anh đi trải nghiệm thôi. Để mình thấy ở đâu vậy? Thôi mà đi dưới đi, coi chừng nó biến mất tiêu luôn, lẹ lẹ đi. Mặc kệ đi, đi đi. Nhanh nhanh đi. Thấy không? Quay thấy không? Trời, hai lần trúng em tưởng luôn. Sáng nay xui dữ, tao không lần chọi đâu trúng luôn. Chừng mới bớt hồi chiều anh chưa đâu. Ừ. Thấy rõ không? Thấy rõ ràng lắm. Kệ 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 đó kìa. Trong nhà phải chú không? Bây giờ làm sao để chọi diện hoài sao dám vô? Xin chào nha anh em tôi. Nữa nay giúp vong thôi à. Yên tĩnh luôn, đi luôn hay rồi. Đi vô coi. Đi đi, yên tĩnh là vô rồi coi. Chứ này thủ hoài chừng nào quá. Tôi pháp sư nhỏ xíu đây. Tôi đi ra giúp đỡ vong linh. Có cần tôi giúp gì không? Độ thứ hung dữ. Cầm cây quết mình luôn. Nóng rồi, giận. Đâu? Chỗ nào? Chỗ nào? Cái nhà, cái cổng đó. Vậy hả? Đồ của ta mới dục lùm la chứ. Không, tiến thẳng tới rồi. Được cái chỗ, có những cái chỗ em. Anh đi trái trái rồi cho nó chọi anh đi. Chọi heo quậy. Từ từ ha, từ từ, từ từ. Em pha sáng cho. Nói thông 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 lắm. Ơi, tụi tôi đến đỡ rồi nghe, chúng ta chân nghe. Mẹ ơi, nghe cái sẹt ở đâu vậy? Chia chia anh gọi nó đi, em gọi ở đây coi. Thấy không, thấy không? Hôm qua có ánh sáng không? Phải có ánh sáng mới thấy được. Phải có đèn chặn đầu thấy bà luôn. Xui thiệt. Bây giờ gì nè? Cái ba lô anh đang ngoài phải không? Ừ. Thôi mệt quá. Đi hết nổi rồi. Được nó hoài mạnh lắm. Mình ra mà đặt cái nghi thức đi. Bây giờ mình đặt chỗ này đi ha. Ở cái này luôn ha. Ha sao? Ra trước vậy. Ra trước ha. Thì ông bà con bác ơi, bây giờ hai anh em sẽ đặt một cái bàn nghi thức để cúng cho cái dòng này ra, chứ mình đi tìm ngoài á nó cũng vậy anh ha. Cũng vậy à. Như chưa bắt được. Nếu như mà nó đặt ra mình không có thì thôi chịu thôi chứ sao vậy anh? Chắc có lẽ đi với anh thì có gì đó em không biết, nhưng mà em thường là em mà đi một mình thì nó lại nó có cái gì đó rất là hay, em dễ tiếp xúc với vong hơn. Mà đi với anh thì em không biết nó như thế nào. Thôi bây giờ anh em mình đặt cái máy đi. Bây giờ cúng nó đi rồi coi được không được thì từ mình tính sao ha. Đúng rồi. Thôi, phụ em dọn cái bàn cúng nè. Bây giờ để cho nó muốn sạch sẽ đó. Nè, anh thấy có cái tấm này nè. Sạch luôn nè. Thôi đây, bạn nghe thức ra cúng chút ra ăn. Tôi đặt nghe thức ra cúng nè, ăn nè. Còn không ăn thì đi luôn đi. Bà không gì dữ vậy. Kệ đi.
bị hoại gì. Cúng gà ăn là biết nghe thì nãy gì. Ai gọi anh cứ nghe đi. Có người gọi cứ nghe đi, gạt đi. Anh trai này vợ gọi anh thấy gì đâu bà bác ơi. Giờ điện hả? Nói bắt đi bắt ma rồi. Trả lời là bắt đi bắt ma rồi, không có rảnh nói chuyện. Có ra dùng không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thâm Bồ Tát, Nam mô Đại Anh Quyền Bồ Tát, Nam mô Đại Trí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Đại Từ Bồ Tát, Nam mô các hương linh nhân hồn thủ thần thổ địa, các chư vị chư thần thần đáo nội nương, đặc biệt là cái dòng trong căn nhà này, tôi không biết dòng nam hay dòng nữ, chích quan chích ức à, chích tức tuổi gì đó, tức tối gì đó, anh em tôi đến đây giúp đỡ chứ không có ý sát hại và đi tìm kiếm và tôi chiếm địa bàn này ở đâu nha, hãy dùng bánh trái đi, tôi giúp cho vị chùa tôi lên tôi hiện chi kiếp thành người nha. Rớt cái miếng ngay cái ấy đó. Rớt ngay cái sống cái miếng cái bệ vậy nè. Cái trúng ngay cái cành xong. Rồi nhưng mà bác nhé, tâm đó anh em sẽ lùi ra sẽ im lặng. Anh coi chừng đừng có vợ gọi nữa nghe nó rộn nha. Cái dòng im nó ra dùng giờ anh em lùi ra luôn đi ra ngoài. Đi ra ngoài.
ông bà cô bác ơi. Hai này em đặt bây giờ lâu rồi, cũng hơi lâu rồi. Nhưng mà nhìn cái này lúc nãy em đặt em để ý nha, nó còn nguyên luôn. Còn nguyên, ví dụ cái muỗng, thường để ý cái muỗng có là nó sẽ cái muỗng nó lật lên. Nó lật lên, ví dụ nó lật lên gì đó người ta không có để cho cũ, nó lật lên gì, có họ ăn cái gì, đúng không? Cái này bánh trái gì còn nguyên nè, tất nhiên là không có dùng. Mà không biết lý do này, quỷ này chắc no, quỷ no hay sao, không phải quỷ đói. Cho nên bây giờ cái gì đi, cũng như anh đi trải nghiệm nha em thì cũng biết nãy giờ cũng thấy rồi, đúng không? Còn chuyện bằng nghi thức này giúp cái dòng này, chắc lẽ lần sau em sẽ cố gắng em trao lại anh, em sẽ trao lại em giúp cái dòng này đi một mình em thử coi như thế nào ha. Rồi chứ bây giờ vậy thôi, sao vậy anh ha, nếu mà biết đâu nó có xuất hiện hay không thì mình không biết, mà để coi coi cái cam lại mới được, đúng không? Thì thưa ông bà bác ơi, video của Lâm với anh trai đi trải nghiệm theo. Bây giờ chắc chắn là tin 100% chưa? Tin rồi. Còn okay, có nghi ngờ gì không? Không có nghi ngờ đúng không? Chính xác. Thì thôi bây giờ ông bà bác ơi, video của hai anh em đã quay trong bà bác thấy rồi, cũng đặt nghi thức rồi, biết dòng có ra dùng không thì không biết. Thì thôi video của Lâm của sẽ kết thúc tại đây. Hẹn ông bà bác video sau Lâm sẽ trở lại đây và sẽ giúp cái dòng, em sẽ cố gắng lần sau em cỡ nào em cũng phải dùng, nếu mà không có thì em dùng tới cái thật luôn, dùng thật mạnh luôn á, để mà mình giao tiếp với họ, giống như ví dụ giờ họ sợ mình cái phản xa cách gì đó, em sẽ dùng cái thuật truyền âm, đúng không? Đúng rồi. Mình vào được truyền âm mình nói với họ để cho nó dễ hơn sau kia, như là bài đã cúng rồi mình làm thuật truyền âm cho họ rồi mình nói chuyện với họ giống như trước em làm đó. Đúng thì rồi. Nói cho họ hiểu, họ sẽ ra đây mời họ ra, chứ họ như vậy rồi không chịu đâu, không chịu ra đâu, họ chịu ra rồi. Thì chắc lẽ video của Lâm sẽ kết thúc tại đây, hẹn bà bác những video tập tiếp theo, lần sau Lâm sẽ lại giúp đỡ như mình nha, chào cả biển bác nha.